Đề nghị tất cả các lái viên của các đơn vị ngồi trên dãy ghế mà ban tổ chức đã sẵn sàng. Và chúng tôi còn xin thông báo cho các anh đại diện của các thuyền khi sắp xếp thuyền của mình xong lên rời khỏi vị trí đầu thuyền. Tất cả các lái ngồi trên dãy ghế mà ban tổ chức đã sẵn sàng. Lại ngồi trên dãy ghế mà ban tổ chức đã sẵn sàng. Ra giường ra TV, hai vòng bốn tàu. Tất cả các lái, tất cả các lái lên bờ, tất cả các lái, tất cả các lái thuyền đứng trên bờ. Tất cả các thuyền lái thuyền đứng trên bờ. Chiếc thuyền đang tạm dẫn đầu đi qua được cảng này, đó là chiếc thuyền của đơn vị Trung Định. Chiếc thuyền tiếp theo đi thử đi qua được cảng này, đó là chiếc thuyền của đơn vị Thanh An. Tiếp theo là tiếng thuyền của Đông An Mục và tiếng thuyền đang bám đưa nhau qua tuyệt xã này, đó là tiếng thuyền của Đông An Hai, Thanh Hà và Phú Thủy. Các đơn vị cố gắng tới lên. Tiếng thuyền và quất phá lên giải nhất, đó là tiếng thuyền của đơn vị Thanh Hà. Qua một vòng đua, đơn vị Thanh Hà đã bứt phá, đang dẫn đầu đường đua đi qua tuyệt xã này. Vị trí thứ nhì qua tuyệt xã này, đó là tiếng thuyền của đơn vị Trung Bình. Tiếng thuyền tiếp tục đi qua tuyệt xã này. Vị trí thứ ba, đó là tiếng thuyền của đơn vị Phụ Nữ. Tiếp theo đi vị trí thứ tư qua tuyệt xã này, đó là tiếng thuyền của đơn vị Thanh An. Đi vị trí thứ năm qua tuyệt xã này, đó là tiếng thuyền của đơn vị Đông An Mục. Đông An Mục cố gắng bơi lên. Đề nghị chiếc thuyền cổ vũ đến dòng sông tốc của mơ. Đề nghị cả chiếc thuyền đang bơi qua được khán đài, chiếc thuyền cổ vũ đến tốc vào bờ để có cả thuyền vào nộp trở lại. Chiếc thuyền đang dẫn đầu chuẩn bị hoàn thành đường đua vào tầm quang, đó là chiếc thuyền của đơn vị Thanh Hà. Xin chúc mừng đơn vị Thanh Hà đã bứt phá về nhất. Xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Đức Hùng lên trao thưởng cho các đơn vị về vị trí thứ nhì chuẩn bị hoàn thành đường đua, đó là tiếng thuyền của đơn vị Trung Đình. Về vị trí thứ ba chuẩn bị lồng về đúng hoàn thành đường đua, đó là tiếng thuyền của đơn vị Phụ Nữ. Như vậy kết quả các thuyền đua của giải thứ 9, Thanh Hà về nhất, Trung Đình về vị trí thứ nhì, Phú Thủy về vị trí thứ ba, Thanh An về vị trí thứ tư. và các hạng mục về vị trí thứ 5. Xin chúc mừng các thuyền đã hoàn thành đường đua. Alo, riêng đơn vị Trung Đình trong giải nhì này, anh Nguyễn Đức Phi Vũ trao thưởng cho hàng thuyền của đội Trung Đình 500.000 đồng. Đề nghị chúng ta cho một tràng vào tay. Riêng hàng thuyền Trung Đình đề nghị trong giải này, anh Nguyễn Đức Phi Vũ ở đội 2 trao thưởng hàng thuyền 500.000 đồng. Xin mời anh Long đội trưởng lên nhận thưởng.